gì? Mẹ ơi, chuyện không phải như vậy đâu mẹ. Không phải lỗi của anh Thuận đâu. Con với anh hoàn toàn trong sáng, chưa có gì hết đó mẹ. Nó là bạn trai của mày, mà mày có bầu tức là của nó, chứ còn của ai. Nhưng mà... Nè, mày bao che nó ha. Nó mà không chịu trách nhiệm á là tao khiển nó đi tù đó. Mẹ, chuyện không phải như vậy đâu mà. Mẹ đừng có như vậy mà mẹ. Mày im đi. Tao bực mình lắm rồi đó. Trời ơi là trời, con với cái mà. Ủa, bác. Vô đây. À, dạ, dạ con chào bác. Thấm, em bị sao vậy? Cậu hại cho con tôi nó có bầu. Bây giờ là cậu tỏ vẻ như là cậu không biết gì hết á. À, mẹ. Dạ bác. Bác nói sao? Thấm có bầu hả? Thấm, chuyện này là sao? Em cũng không biết sao mọi chuyện nó là như vậy nữa. Nhưng mà em thề với anh, em chưa có làm chuyện gì có lỗi với anh hết đó. Trời ơi. Thấm, em có bầu được bao lâu rồi? Dạ 6 tuần. Ủa cậu chắc rồi cậu còn hỏi gì nữa? Dạ, con thưa bác, con đi công tác 2 tháng nay, con mới về hồi đầu tuần đó bác. Nếu mà như vậy á, thì làm sao con làm cho Thấm có bầu được hả bác? Từ trước đến nay á, con đều ý thức rằng là con phải giữ gìn cho em Thấm, nên không thể nào có chuyện đó được đâu bác. Đúng rồi đó mẹ. Trời ơi là trời, con ơi là con, khổ quá mà. Mày không có chồng mà mày lại có chữa, lại cũng không phải là của người yêu mày. Chẳng lẽ là sọ dừa tái thế, uống nước dừa nó có bầu hả con? Mẹ ơi, thật sự con cũng không biết tại sao chuyện nó lại ra như vậy nữa mẹ. Dạ bác, bác bình tĩnh đã. Thấm, nghe em nói nè, khoảng 2 tháng nay á, em có tiếp xúc với ai hay là có điều gì khả nghi không? Thôi chết, không lẽ ông thầy bói? Đường tình duyên của con nó chắc trở lắm. Chắc trở hả? Ừ. Thầy nói làm sao á, con có người yêu rồi, con với ảnh hạnh phúc lắm chứ có trắc trở gì đâu thầy. Con đừng có cãi thầy, con là người phàm mặt thịt, không có nhãn quan làm sao thấy được. Hiện nay thầy thấy con có một dòng nam nó đang theo con, nó đòi cưới con về dưới á. Ghê vậy đó thầy. Trời ơi, vậy giờ con phải làm sao đây thầy? Con an tâm, con đã đến đây với thầy rồi, ma quỷ gì thầy cũng đưa đi hết. Trời ơi, may quá. Thầy ơi, vậy thầy ráng giúp giùm con nha thầy. Rồi, con an tâm. Để thầy làm phép cho con uống. Uống xong nước phép của thầy là dòng nó đi tuốt luôn. Dạ, 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 dạ. Thầy làm liền với thầy. Con uống đi. Con uống hết cái này hả thầy? Ờ, uống hết đi. Uống hết đi rồi thầy chụp dòng đi. Thầy ơi, sao con chóng mặt quá thầy? Con sao vậy con? Con chóng mặt quá thầy ơi. Con trúng mà. Con trúng mà. Con ơi, con trúng mặt đó. Trời ơi là trời. Con ơi là con, sao mày ngu quá vậy? Bây giờ là thế kỷ nào rồi mà mày còn tin bói toán hả? Mày đi, mày đi với mẹ, đi tới gặp cái thằng cha đó, bắt thằng cha là phải chịu trách nhiệm mới được. Dạ, dạ, bác, khoan đã bác. Bây giờ bác phải bình tĩnh. Bây giờ mình đi tới đó mà mình không có bằng chứng gì hết á, thì lão ta cũng sẽ chối cãi thôi à bác. Đúng rồi đó mẹ.
Thầy làm phép xong rồi, con uống đi. Ôi thầy, có gì đằng sau lưng thầy kìa. Ủa, có gì đâu. Ôi thầy, thầy ơi sao tự nhiên con chóng mặt quá thầy ơi. Sao con nhức đầu quá thầy. Chóng mặt nữa rồi. Con chóng mặt con. Để thầy bắt gió cho con nghe. Nhân chứng vật chứng đâu có đủ. Ông còn gì ông nói nữa không? Em có sao không? Em có uống đâu mà sao chăng cái gì? Ôi, chú làm gì vậy? Hả? Cái thằng cha già khốn nạn, mày á, giả thần giả quỷ, mày bê hại đời của gái tao, trời ơi! Tôi chỉ làm phép cứu người thôi, làm người, tôi làm gì vậy đâu? Các người tố cáo anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm thân thể người khác. Mời anh cùng chúng tôi đi về cơ quan hợp tác điều tra. Không, tôi có đi đâu hết trơn á. Mày, trời ơi, cái đầu nó cầm tù. Mày hại đời con tao, tao giết mày. Trời. Cô cứ bình tĩnh, để có chúng tôi ở đây. Mày hại đời con gái của tao, tao giết mày. Đi. Cái đầu cầm tù mà. Bây giờ phải giải quyết cái thai làm sao đây. Trời ơi là trời, con ơi là con. Dạ thưa bác, tình cảm con dành cho Thắm là thật lòng á bác. Ba mẹ con thì mất sớm, nếu mà bác không chê con á thì bác đồng ý cho con lấy Thắm làm vợ nha bác. Nhưng mà như vậy thì sẽ thiệt thòi cho con không? Dạ thưa bác, bác cứ yên tâm đi, con rất là yêu Thắm. Con hứa với bác luôn, con sẽ cùng Thắm chăm lo cho đứa bé thật là tốt. Bác tin tưởng con nha bác. Bác đồng ý cho con với Thắm nha bác. Nếu mà con nói như vậy á thì bác đồng ý. Nhưng mà con hứa với bác là phải yêu thương Thắm thật lòng và làm tròn bổn phận người chồng người cha nha con. Dạ, con hứa với bác. Không, con cảm ơn má. Con cảm ơn má nhiều lắm. Em, từ bây giờ em cứ tin tưởng đó anh. Anh sẽ cố gắng chăm lo cho con và em thật là tốt nha. Em cảm ơn anh.